sinh nông nghiệp sinh thái của trường ở Hậu Giang hôm nay. 4,7 tấn mãng cầu Thái Nguyên được chốt đơn chỉ sau một phiên livestream chuyện tiêu thụ nông sản thời công nghệ số. Bưởi Việt Nam phải xông hơi trước khi xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Trồng sen trên cánh đồng Bạc Ngàn và khát vọng làm giàu của nông dân bằng mô hình kinh tế kết hợp. Thưa bà con, mãng cầu Thái Nguyên hồi nào tới giờ khẳng định được giá trị chất lượng thơm ngon chẳng đâu sánh bằng, nhưng cũng như bao loại cây trồng vật nuôi khác, đặc sản này cũng bao bận gặp cảnh thị trường bấp bênh. Nhưng đấy là câu chuyện của quá khứ, chứ đối với những nông dân thời đại mới bây giờ, mỗi thứ thay đổi chỉ bằng một chiếc điện thoại như thế này. Quý khán giả có nhu cầu muốn thưởng thức mãng cầu Thái Nguyên thì chỉ cần bấm vào giỏ hàng, chốt đơn, đặc sản này sẽ được giao về tận nhà cho quý khán giả. Câu chuyện nông dân tận dụng các nền tảng mạng xã hội để tiêu thụ nông sản, giải quyết thị trường đầy táo bạo là như vậy. Và mới đây, phiên livestream bán hàng mãng cầu La Hiên ở Thái Nguyên thu hút hàng triệu người xem. 4 tấn 700kg mãng cầu được người tiêu dùng chốt đơn liền tay. Những tín hiệu tích cực bước đầu mở ra rất nhiều kỳ vọng cho nông sản thời công nghệ số. Phiên livestream bán mãng cầu ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức trên các nền tảng của các Facebooker, TikToker nổi tiếng, trực tiếp tham gia và có sự chia sẻ của hàng trăm khách du lịch. Tại đây, đặc sản của tỉnh được bán theo combo 5kg với giá 399.000 đồng. Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, phiên phát trực tiếp thu hút 6 triệu người xem. Cũng tại đây, có gần 900 đơn hàng đặt mua với tổng số lượng 4 tấn 700kg. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, cũng tại xóm Xuân Hòa, xã La Hiên, lần đầu tiên huyện Võ Nhai phối hợp với các đơn vị tổ chức phim livestream quảng bá tiêu thụ mãng cầu và các sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên. Người xem trực tiếp chốt 1.600 đơn hàng mua mãng cầu với số lượng lên tới 6 tấn 300kg. Ngành nông nghiệp cho biết toàn huyện có 700 hectare mãng cầu, trong đó 200 hectare được cấp chứng nhận Việt Gáp. Sản lượng hàng năm khoảng 6.000 tấn, giúp người dân có nguồn thu từ 70 đến 80 tỷ đồng. Ông bà ta có câu có gan làm giàu, và hành trình khởi nghiệp của nông dân tỉnh Thanh Hóa sau đây có lẽ cũng vậy. Cũng là những trái khóm bình thường, nhưng cơ duyên đến khi anh đọc báo thấy nguồn thông tin, hàng nông sản người nông dân quê nhà làm ra đều xuất khẩu thô, giá trị không cao, nhiều khi còn gặp cảnh thị trường bấp bênh. Vậy là anh tìm lời giải bằng việc đầu tư cho khâu chế biến sau thu hoạch. Đến nay, các sản phẩm từ khóm của anh xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, từ những bước đi đầu tiên cho đến khó khăn khi tìm thị trường, đầu tư máy móc, chỉnh chu kỹ thuật, đến cuối cùng trời cũng không phụ công người. Cách đây 8 năm, anh Lê Trường Tùng ở huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa quyết định thuê 5.000 m2 đất để làm nhà xưởng. Anh vay mượn người thân bạn bè để mua máy móc, đầu tư hết gần 20 tỷ đồng. Sau đó nhập nguyên liệu về nhà máy chế biến. Nhà máy công nhân làm việc ngày đêm, sản phẩm khóm nông hợp của anh sau đó được các công ty thương mại trong và ngoài tỉnh biết đến đặt hàng. Vài năm đầu anh vận hành nhà máy bằng nguyên liệu duy nhất là khóm, song loại trái này có theo mùa chỉ làm được từ tháng 6 đến tháng 10. Không chịu để máy nghỉ, công nhân không có việc làm, anh Tùng tìm hiểu và làm thêm dưa bào tử, cà chua, ngô ngọt, vải thiều. Đến nay, công ty xây dựng được vùng nguyên liệu 50 hectare ở nhiều xã trên địa bàn huyện Nông Cống. Sản phẩm bắp ngọt, khóm, dưa bào tử đóng hộp của đơn vị được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Thanh Hóa năm ngoái. Đây là tiền đề để sản phẩm xuất khẩu sang các nước Nga, Anh, Pháp, Ba Lan cùng một số nước châu Á như Hàn Quốc với số lượng hàng chục tấn mỗi năm. Theo anh Tùng, sản phẩm xuất khẩu sang các nước, nhất là châu Âu, yêu cầu khắt khe từ chất lượng đến mẫu mã. Kinh doanh có nhiều lúc thăng trầm, cốt yếu là người làm phải có niềm tin vào sự lựa chọn. Cùng hướng đến chất lượng là câu chuyện về hành trình xuất ngoại của trái bưởi Việt Nam. Trái bưởi tươi của nước ta đang được xuất khẩu sang 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, New Zealand. Và mới đây là Hàn Quốc, quốc gia này đồng ý nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam nhưng yêu cầu cần phải xử lý bằng nhiệt hơi nóng trong thời gian từ 20 đến 40 phút.
Bưởi tươi Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hàn Quốc sau thanh long và xoài. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, từ năm 2018, đơn vị này khởi động chương trình mở cửa thị trường đối với bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhưng quá trình đàm phán chỉ thực sự được đẩy nhanh tiến độ sau đại dịch COVID-19. Các chuyên gia đánh giá, trái bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho loại trái cây này tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng, uy tín của nông sản Việt Nam. Theo quy định của Hàn Quốc, bưởi xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này phải xuất phát từ các vùng trồng có đăng ký mã số với Cục Bảo vệ Thực vật, được kiểm soát về các loại dịch hại, kết quả giám sát dịch hại. Đối tác cũng yêu cầu trái bưởi phải xử lý bằng nhiệt hơi nước nóng, trong đó quy trình xử lý nhiệt hơi được tiến hành bằng cách tăng nhiệt độ tâm quả lên đến 47 độ hoặc cao hơn và thời gian xử lý trong khoảng 20 phút, hoặc bằng cách tăng nhiệt độ tâm quả lên đến 46,5 độ C trong 40 phút. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cả nước hiện có khoảng 100.000 hectare trồng bưởi, sản lượng hàng năm đạt hơn 900.000 tấn, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm với khoảng 32 hectare, sản lượng trên 370.000 tấn. Cách đây 4 năm, khi dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, chị Nguyễn Thị Thọ Vân ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt tay vào nghiên cứu chiết xuất tinh dầu thảo dược. Theo chị, Việt Nam có nhiều loại thảo dược quý, nhưng việc chế biến, chiết xuất tinh dầu chưa nhiều, nhất là người tiêu dùng vẫn phải mua và sử dụng các loại tinh dầu có sự pha trộn hóa chất. Vậy là chị cùng hai người bạn hùng vốn thành lập công ty, mở rộng vùng nguyên liệu và khu chế xuất, đưa sản phẩm ra thị trường. Chị Vân chia sẻ, mỗi lít tinh dầu bơ có giá từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đồng. Đơn vị đang phối hợp với một số đối tác nghiên cứu đầu tư công nghệ tinh chế cho ra sản phẩm tinh dầu bơ cao cấp, hướng đến các sản phẩm giá trị lên đến 10 triệu đồng một lít. Để tạo ra sản phẩm tinh dầu có chất lượng cao nhất, công ty của chị Vân còn ký kết hợp đồng với nông dân ở tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, phát triển vùng nguyên liệu sả, ngải cứu, gừng, khuynh diệp, hương thảo, tía tô, bơ. Tại các vùng nguyên liệu, chị đầu tư hệ thống lò chưng, chiết xuất để đẩy nhanh quá trình sản xuất. Công ty đang sản xuất 12 dòng sản phẩm tinh dầu các loại, trong đó sản phẩm tinh dầu xông, tinh dầu massage của đơn vị đã chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Thưa bà con, những cánh đồng sen bạc ngàn như thế này quá quen thuộc ở tỉnh Thái Bình, nhưng chuyện làm giàu của nông dân sau đây thì làm ai cũng xuýt xoa. Thế quê có nhiều diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả, vậy là ông Vũ Anh Tuấn mạnh dạn thuê lại ruộng của khoảng 40 hộ dân để trồng sen. Mô hình này theo ông là đơn giản vì loại cây trồng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn này, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật. Cái khó lớn nhất của bà con chính là việc tìm đầu ra. Trước khi triển khai mô hình trồng sen trên đồng đất Minh Phú, Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ông Vũ Anh Tuấn tìm đến những vùng chuyên trồng sen để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kiến thức trên Internet, sách vở. Với 8 hectare, ông trồng nhiều loại sen khác nhau, vừa lấy hạt, lấy củ, lấy qua. Sau 3 tháng, sen cho thu hoạch và duy trì khai thác ổn định. Ngoài ra, các bộ phận khác như lá sen, đài sen cũng được tận dụng để bán làm phân bón. Thị trường tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Ông Tuấn còn khai thác tối đa lợi thế từ mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá bán hàng. Hiện giá hạt sen tươi tại ruộng là gần 50.000 đồng một ký, củ sen khoảng 20.000 đồng một ký, hoa sen khoảng 3.000 đồng một bông. Thời gian tới, nông dân này dự định thuê thêm những diện tích lúa kém hiệu quả để mở rộng cánh đồng sen, đầu tư hạ tầng để phát triển mô hình sen kết hợp du lịch sinh thái, dịch vụ để tăng giá trị lợi nhuận trên một diện tích canh tác. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, trồng sen không phá vỡ mặt bằng lại là mô hình hữu cơ. Sản phẩm từ sen tương đối tốt và an toàn, chưa kể đến củ, hạt, ngó sen có giá trị dinh dưỡng cao. Ngành chức năng còn khuyến khích tạo điều kiện để ông Tuấn mở rộng diện tích trồng sen kết hợp với phát triển du lịch trải nghiệm để khai thác tối đa giá trị. Nội dung này khép lại nông nghiệp sinh thái ngày hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.